Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay bần sĩ, nói gì vậy? Xin kính quý tất cả đầu đội vai mang, các ông, các vị, các thầy, các bậc cao cả của tông phái Bụi Sơn Kỳ Hương. Ngày lại ngày quá thấm thoát. Một mình con lặng lẽ, cuộc sống rất là bình dị, nhưng thảm nạo nay vậy mai khác, làm cho cái thể chất của con cũng có phần mất mát. Nhưng con quyết hy sinh trong cái thời kỳ cũng như binh sĩ ra biên cương để gìn giữ quê hương nước nhà của mình. Còn con giữ quê hương của đạo, của truyền thống của phái Bụi Sơn Kỳ Hương Phật giáo Hòa Hảo. Xin kính thầy Tây An, xin kính Đức Huỳnh giáo chủ, tôn sư Tây An, sư phụ của con. Hôm nay bần sĩ là ai? Là một người đóng một vai trò cuối cùng cuộc đời. Mà lại có ở tại cõi ta bà này dịu dời, xuất hiện không ai để thấy được, hiểu được rõ thông nguồn cội từ bất nguồn ở đâu, mà sẽ có các vị này ở đây vì sự tu tập, tu học, tu thấy biết của tất cả chúng sanh còn cạn cợt lắm, và họ chưa có đúng một cái vai trò để quan sát hiện trường, biết được hệ thống của đạo như sau, và Phật đạo như sau, và tiền đạo, thánh đạo, thần đạo như sau. Cho nên hôm nay bần sĩ trao đổi với tất cả các con lành của Thượng Đế. Thầy xin tâm sự cùng với tất cả một đứa con lành tốt, một hạt giống bồ đề, một vị tu hành nhiều đời kiếp, ngày hôm nay đã chờ đợi trên ban phước lành và chứng chỉ cho, để cùng thầy lo xây dựng lại đạo pháp rõ ràng là một. Thứ hai, đứng đầu của tất cả các vị nhưng không bao giờ tiết lộ cơ pháp mật niệm của tông phái mà thầy bần sĩ đang nắm rõ. Một nhân vật xuất hiện là con đó. Đúng ngày thầy đã hoại tử, đúng ngày thầy đã bàn giao lại cho tất cả để thầy lui thiền trở về nơi tịnh độ, thì trên đã định sắp hàng từ đơn vị, chứ không phải là người tu mà nói không hay là chúng con đến gặp thầy mà chúng con đã liêu láo hoặc là làm những chuyện gì, hoặc là thần quan nhãn của thầy bấm biết được. Nhưng trong cái biết đó, nếu nó không có kề vai, không có sứ mạng, không bổn phận thì nghe rồi đi đến nơi chỗ mình làm gì đó, làm gì nó không đúng chuẩn mực của một người giáo đạo, một đứa con đạo rạng rỡ để thay thầy tổ. Không phải thay làm thầy mà thay để cứu giúp nhân sinh quần sinh. Trong buổi cuối cùng, anh em của mình đó khắp bốn biển năm châu đều thất lạc. Xin thưa, họ đang giàu lắm đó, họ đang có địa vị uy quyền, họ đang có tất cả đó, nhưng họ không có cái mà của trời Phật hay là của phép Phật. sâu sắc sâu xa họ không có được bao giờ. Vì được thì phải tu nhiều đời nhiều kiếp, có ấn chứng và chứng chỉ của thiên đình. Ngày hôm nay thầy muốn gửi tập bài này cho con để nắm đầy đủ chi tiết, để học, để cố gắng tự mình an ủi lấy mình, tự mình nung đúc tinh thần. Nếu mình thấy suy nghĩ chi nó hơi bị thì mình sẽ rút lại để tập trung thần khí, tinh khí thần quần nguyên như một. Thì cái bổn tánh Như Lai của tất cả không rời rã. Vì thầy soạn bổn, con học bài. Chúng con bổn thì của thầy, của Đức Phật, của tất cả rồi đó. Nhưng mà bài là chúng sanh. Chúng sanh đã bày vẽ, bày ra, trưng bày đủ mọi việc hết để chúng con học cho thuộc. Cha, mẹ, anh, chị, em, láng giềng, bà con, cô bác, xã hội hay bạn bè cũng là chúng sanh. Chúng nó bày ra, con phải thường học cho thuộc. Có nghĩa là nhận này, tìm sâu giáo đạo tiên, thần tâm mau lẹ bước lên thuyền. Con ơi, giờ giấc nay đã tới, con về thăm đạo được bình yên. Sư phụ còn đây mất đi đâu, thầy xin tất cả chớ đừng sầu. Ngày mai trở lại trong giây phút. Trở lại bằng gì? Tìm lo âu. Không phải hình thể như ngày xưa. Bao năm tắm gió dậy mây mưa. Mấy quyền cơ Phật nay thay đổi. Trở lại cứu đời tội như mưa. Chinh phục được mình khó lắm con. Ra đi lãnh hội nhớ cho trọn. Mình còn tu học đừng bỏ dở. Thầy dặn bí truyền đó cho con. Đừng rời một phút giữ cái tâm lý trơn, học đạo sẽ âm thầm. Tiết mùa thay đổi con đã hiểu, thì giờ phải ráng mãi ghi âm. Học chớ đua đòi chuyện phàm phu, ngày đêm suốt tháng rất cần cù. Mãi lo mày miệt kinh giới sử, học mãi hoài rạng bậc tu. Thầy xin kết thúc một câu để giúp cho con được có. Nếu con hiểu, càng hiểu rộng hơn. Nếu con thấy, càng đi sâu hơn. Nếu con vui, ngăn sự buồn. Nhưng bình minh trong tâm tánh của mình, không vui quá, không buồn quá, không sợ sệt, không lo lắng. Chiêu tập quân binh ở trong lòng. Chúng sanh nảy nở ráng mà trong. Phước điền miếng ruộng con gieo giống thiện lành khỏi đợi trong. Nay thầy trở lại phút cuối cùng. Thân thể phàm đời chẳng ung dung. Mọi người nhìn thấy ôi ghê sợ. Họ tưởng là nay thầy quá khủng. Cũng được, con ơi, có sao đâu. Ghi công trời Phật đã chấm thâu. Lăn lộn mãi rồi ôi cũng mất, suy nghĩ đi tục có gì đâu. Giờ thanh tịnh mấy lời thầy dặn, tiện cho con đêm vắng canh dài. Học tu hành học mãi học hoài, cho bỏ xác rồi lại hồn tốt. Nhớ thông thả chớ di cột nhốt, tu an tâm mẫu chốt mình cầm. Ngày xưa kia con đã sai lầm, nay thiền nọ con cầm tay lấy. Giữ giới hung hay là sai phải, xa lìa đi không ai không màng. Chữ tu hành bình luận được an, thầy phản chiếu rõ ràng nhìn thấy. Phải rồi biết tâm ta có bậy, hay còn gai bẻ gãy đừng chừa. Đem pháp lành dĩ tở hạt mưa, nếu trong sạch pháp thừa sẽ đến. Sự thông cảm con ơi phải mến, kẻ giữ hùng họ đến bến đò. Cũng như mình dạng cảnh âu lo, mình sửa xót lên đò mới được. Còn chúng sanh nấy ngang mây ngược, hãy không quay bước lại theo thầy. Hỏi làm sao bến nọ chở chạy, đò không rước rồi sao lên được. Nhẹ thân thể gieo nhiều đại phước, tạo ân sâu mới được siêu phàm. Đức hằng ngày miệng nọ ngâm cam, ráng tịnh khẩu việc làm mình răng. Buổi nguy hiểm con tu mới đặng, vượt qua bờ tinh tấn mới màu. Việc của trò quá hạ cao sâu, thầy tìm thầy đôi câu thầy tăng. Thương bá tánh buổi này lỗi lầm, học trò ơi đêm vắng canh tàn. Lúc nào cũng nguyện bình an, cố nhân loại khỏi lắm đỏ khổ. Nay thầy nhắc tu hành có chỗ ở đâu giác ngộ của mình. Nhờ tâm linh phản chiếu mình nhìn, mở thấy rõ linh đinh mễ ngàn. Mượn kinh sám để rồi bổ bàn, nghe thầy phân biển càng non mòn. Kể từ giờ lặng lặng nghe con, tu kiên nhẫn nghiệp mòn không thấy. Kẻ yêu ớt gặp thầy run rẩy, thiểu căn duyên số đầy xa vời. Còn quy trò yên tĩnh mọi nơi, tu nhiều kiếp nhiều đời nay đến. Ráng học giỏi thuyền kia cặp bên, phụ chèo bơi thầy tổ của mình. Chèo anh em về tới sân trình, đặng dự thi thí sinh học giỏi. Bấm từ quan con ơi dịu dời, có căn duyên mới gợi mới nhìn. Đâu phải đời mở mắt rộng tinh, mắt trí tuệ trong mình con đó. Nhớ chùi rửa đừng nên có bỏ, ngọc trí kia chìm đắm nhiều đời. Con siêng năng ôi hỡi dịu dời, tầm đực ngọc con ơi chùi mãi. Tâm sáng suốt do mình hối cải, gội rửa mau không phải biến lười. Người tu hành đức độ cho dư, sao con ở thảo lư tu tình. Người khôn ngoan ôi đâu bị dinh, thấy bùng nhớ băng tắt qua rồi. Tâm lặng yên đâu có bồi hồi, bùng sình đó do ta nhảy mất. Còn mình biết cũ kia dục mất, đem lý chân mới gấp bây giờ. Họ pháp thầy con nhớ văn thơ, thì phú hỏi ôi thôi cho tuyệt. Giả lượng lý ôi thôi cho biết, kiều bà già ráo riết quay đầu. Rạng ý trời con đạt tâm sâu, nhờ đức độ rồi ô nhiều kiếp. Bỏ thế hệ xưa tu môi mép, có gì đâu mà khép trong lòng. Cụ bà già tâm già như không, một tiếng nói đều bồng không nói. Thương thầy tổ ngày nay thầy gọi, phải hy sinh tôi mọi cuộc đời. chúng sanh giờ lắm phải chơi vơi. Đang trôi nổi mà đâu có biết, thầy thương trò bài này thầy quyết, là tâm tới bí quyết nghe tùng. Vua gần về mình được ung dung, ngài lại hỏi tỳ tùng đâu vắng. Con hiểu rộng đêm tàn canh dân, mức tu tâm ngài thẳng con đường. Đúng thì hành không có quan ương, tu cho khéo mới thành đại đạo. Dẫn tất cả vườn tiên ta vào, đừng thấy đông người đã vô cùng. Người tu hành sao được ung dung, mình phải thấy, phải cùng, phải biết. Đừng nhìn thấy đống vàng đi riết, súng mà nhau để giật để sai. Đống vàng kia mình tự hỏi ai, sao như vậy mà nay lại có? Phải cho thấy đặng người xóa bỏ, nếu tu chân rau cỏ là mầm. Sống qua ngày con dưỡng ý tâm, cho nảy mục nảy mầm trong trí. Đừng cầu nguyện Quan Âm to ký, hãy Phật tiếng rên rỉ hằng ngày. Dân lịnh rồi mình lại hỏi ai, Phật phong tỏa trong ngoài bao phủ. Một người tu ngài cho làm chủ, cứ lên đền không tụ tâm lành. Suy nghĩ đời phạm tội bao anh, còn bị lễ chúng sanh mất mát. Đừng dối nghĩ ta là Bồ Tát, hãy xưng hô một mạc không lường. Đem lý thầy con được phô trương, để nhắc đạo lạc đường lạc lối. Giảng thầy chỉ cho con đêm tối, nhưng sáng trưng con thấy rõ ràng. Người tu hành chớ để dở dang, uổng cái kiếp rồi toan mất chi. Nếu tu niệm thân ta bố thí, cực nơi nào nhìn kỹ không buồn. Thầy nói rằng mắt để đăng tuôn, thế gian đó là tuồng giả dối. Lừng tu đạo hằng đêm sám hối, chính mình làm gỡ rối bẫy chày. Đã không hay còn phiền đức thầy, sao dạy đạo giờ này hư hoài. Thầy đâu bảo mình quỳ mình lại, chúng con ngồi tư hại dây đầy. Xả bụi trần tâm giác đừng mê, mặt tình chung khen chê mặt chung. Rồi coi tâm ta hằng lem ung, gội rửa đi sạch sẽ cúng thầy. Dù biển khơi hay chốn rừng đầy, hay quan đạo chỗ nào cũng có. Trời với đất hiện ra không bỏ, nếu mình tu sáng tỏ như đèn. Thấy đường rồi tự gỡ chốt then, ai mà đến gỡ cho mình đó. Soi cho kỹ chớ đừng dòm ngó, luận bên trong con bỏ bên ngoài. Học sách đèn trăm đắng ngàn cay, vượt từng bức Như Lai mới gặp. Khuyên ai ơi ráng tu cho gấp, nếu đúng duyên được gặp Phật Ngài. Gió Phật trời ôi hỡi chuyện lời, thầy bần sĩ đêm ngày than thở. Nhắc cho kỹ người tu đảm nhớ, muốn về tiền trả nợ cho rồi. Tỉnh giác thiền kiểm lại con ơi, nợ nần đó chừng nào mới hết. Quán si trật là mình phải chết, sống mà điên rồi lại rồi khùng. Người tu hành đâu được ung dung, còn học đạo muôn trùng thử thách. Ráng nghe con về thầy thầy dắt, gợi lá thờ phân tích rõ ràng. Nẻo nào về ở cõi Tây Phan, đường nào xuống nấc thang địa ngục. tĩnh tâm giác, ôi thôi một chút, ngộ tức thời đắc quả nghe tròn. Hằng ngày đừng bận âu lo, gìn tâm tánh như trò giữ của, mắt không thấy phàm gian nhảy múa, sừng hổ ra không có việc gì. Mấy từng hoàng trong hỏi kém suy, còn thần khí để đi hao hụt, nay đến việc gần ngày kết thúc, sợ ba già lắm lúc điêu tàn. Mất của tiền rồi lại gian sang, còn mất hỡi tâm càng trí tuệ. Không tu niệm lấy ai bảo vệ, tâm cuồng si như phế thải rồi. Ráng đi con quả nọ đang nhồi, mình biết được trả rồi mau lắm. Người học đạo sớm chiều suy gẫm, đừng buồn chi sinh tắm nước trời. Đừng nghĩ gì nay thịnh mai vơi, và có không rất uổng. Thân phận tá ngọc ngà yếu chuộng, đừng bỏ thân ham muốn việc đời. Quý trọng người giàu có khắp nơi, khinh bỉ kẻ nghèo tơi nghèo tạ. Cùng hạt giống trời trên đã tạo gây ra, ôi hả là mình. Thương nhau đi khôi phục thiên đình, về đất Phật rồi mình an rành. Để biến đổi ở đây cái cảnh, ráng đi con thầy lạnh tròi, sống việc đời hết hỡi nỗi trôi. Cụ ba tánh đừng ngồi yên lặng, giúp chúng nhớ con ôi ráng dần. Niệm Phật tâm đêm vắng ngày dày, đừng sợ gì máy tạo dần xoay. Trời lộc lược sau này mới xong, giúp chúng biết trong lòng giải phóng, đem giữ hung ước mộng loan cuồng. sanh mê đời ức triệu vạn muôn. Lấp mất mỏi cõi nguồn thở trước, thầy yêu mến nay con hiểu được, ráng hiểu thêm đặng dược cùng thầy. Khổ bơ chèo qua khúc qua dây, gặp nước cạn thiền ấy nghiêng ngựa. Chịu khó khổ xuống đi rồi sửa, nhảy xuống sông phụ đầy cùng thầy. Quái hương về nơi chỗ phương Tây, đặng đợi chúng kỳ này rước hết. Đây tới đây biết là mê mệt, ai ai sống ai rồi ai lại chết liền. Chết mà tu mà biết làm hiền, về tiên đảo nơi miền an rành. Còn cái chết ngục tiền đang lanh, chiếc tiền kia ly biệt chợ rồi. Nhớ nghe con này được phục hồi, ráng gìn giữ ôi thôi kẻo mất. Thầy rọi thấy con ôi tài vật, có bên trong gìn giữ hằng ngày. Đừng chơi nhiều với chúng trần ai, nó gây sóng gió này dội biển. Nhìn thử coi Phật trên sức hẹn, cho thần quang định tướng thị người. Buổi ban chiều ôi thấy quá dư, đêm ăn ngủ đãi từ làm chiếu. Thầy gửi con ôi tôi chút xíu, đắc đạo tâm quyền diệu khắp trời. Là đốm qua chờ nỡ con ơi, dưỡng tánh hạnh như là hoa tốt. Đừng trồng đó rồi thôi mai mốt, không chăm lo sao hưởng được trò. Hoa của người chăm sóc âu lo, ngày đại lễ thầy cho cúng Phật. Cõi trời kia không màng vật chất, hãy hương nhàn bãi phất chưa đủ mùi. Đó là trần làm việc quá vui. Thầy thấy vậy bùi ngùi quá sức, nếu thầy nói sanh ra nồng nực, làm người kia ghét bực thầy rồi. Ráng mà vui trong dạ con ơi, đặng xây đắp hoa hồi sắp nở. mấy triệu ức nghìn năm muôn thở. Nãy đổi đời lập lại thượng ở quân. Ráng học bài tua khá không sờn mùa mặt hạ gần thôi biến mất. Kêu ai ơi gần con tỉnh giấc, phép nhiệm màu các bậc siêu phàm. Không xưng hô để mà làm nhầm, phải trốn tránh rồi làm việc thiện. Trên cung trời đạo lợi kia sức hiện, còn ở đâu cũng chiếu sáng ngần. Chiếu trong tâm chiếu đã hồn thần, đặng hộ pháp được gần thảy tổ. Một tiếng nói mình lo giác ngộ, một câu văn sổ bổ dự định kỳ. Thầy hoàng thơ giáo lý làm chi, do trời đất ôi thôi định việc. Nay bần sĩ ôi thôi đã biết, ráng ẩn thân đặng viết mấy lời, gửi cho người đồng đạo xa khơi. Tây xa đó mà gần bên đó, cây đuốc huệ của con sáng tỏ, ráng mà cầm đừng bỏ nghe tùng. Hỏi qua trời con được ung dung, ráng tiếp vớt người cùng đời mới. Thầy cầu nguyện khắp miền thế giới, ở nằm châu các nước yên lành. Bớt giữ khung tạo lập chiến tranh, để dân chúng hiền lành sống sót. Giảng bài nay thầy đang nhỏ giọt, thường chúng sanh thức trót đêm dài, vậy mà người đâu có mà hay. Tưởng thầy tổ đồ chơi đêm đạp, quay chuyện gấp rồi đây chúng mơ gặp. Nếu không diện gió tóc mưa gào, trôi bập bền sông biển lao đau. Uổng cái kiếp chúng sanh này có, kinh dở dám lời thầy đem bỏ. Làm sao tu học rõ đạo màu, Phật pháp lành rất tuyệt rất sâu, sâu vô tận làm sao mình biết. Nhưng phải ráng tu cho nồng nhiệt, thì thân tâm đã biết chớ gì. Đạo của thầy nằm lại đứng đi, tu cho vẹn tu mỹ anh dùng. Con ráng nhớ từ đây ắt cũng tiếng đạo lên cho đúng nhiệm kỳ. Phật dạy mình đứng lại cục đi, tâm khích khích không đi một phút. Đừng có nghĩ chỗ này ta tốt, hai nhà ta chui đục rồng vàng. Nghĩ tại mình bần chuyện lang thang, ngày qua kiếp nay con mới rõ. Đừng giả dối mượn chuông mượn mỏ, tình thương con cây cỏ dặn dài. Nay thầy về thầy hỡi chứ cho hơi, gần phụng múa rồng bay mơ trẻ. Chúc bốn đạo tu hành mát mẻ, đừng có thiếu co vẽ nhiều đường. Gom lại lòng chỉ có thiện lương, ráng tu sống vẹn đường chung thủy. Lời răn dạy của thầy rên rỉ, phiền chúng sanh lấy trí đo lường. Tâm hằng hằng không mến không thương, tâm bình đẳng đừng dương việc thế. Mà với quỷ đời này nhiều cái phép, thần thông biến quá rõ ràng. Còn Phật ngài đâu dở đâu gian, trăm ức kiếp Phật còn nguyên vẹn. Lũ ma quái sau này hổ thẹn, hỏi mây rồng không vẹn không gình. Chắc đợi chờ ba tiếng âm thanh, đó tiếng trống ngọc hoàng ra lệnh. Thầy chúc con về đi rồi tính tâm miên tâm quán định từ giờ. Sát thân trần giả giải giả khờ đẳng, thì đợi qua bờ giác ngàn. Ráng cố gắng lựa đi người bạn đúng căn duyên, bể ngạn không sầu. Bạn lâu đời lâu kiếp lâu, biết rõ đạo nhiệm màu tất cả. Người bạn đó cùng ta hối hả, rủ nhau lên cao cả kim thuyền. Học phải hành mới đắc đạo tiên, tu lựa có bạn hiền mới được. Giảng quan đạo tìm đi đường phước, dẹp gai trong cặm bẫy rùm ràng. Phật dạy mình hay chữ bình an, ráng đại lực đại hùng mở phá. Giờ thanh tịnh sáng mây câu cỡ, thầy biên ra ít tiếng tận tròn. Vui đi con sắp đã lên đò, về thiên cảnh chuyện trò yên lặng. Thầy đâu có những gì để tặng, con không màng biển vắng lâu rồi. Đêm của thầy bố thí đã thôi, thì kết thúc được rồi thầy chăm. Nhưng phải học đừng đòi chiêu gâm, xả thân đi thầy ẩm bông trò. Bước lên thuyền trở lại khỏi lo, nơi tiên cảnh dặn dò vui vẻ. Nay thầy chúc con ngồi mát mẻ, thầm trẻ thơ son trẻ yên lành. Nhớ rằng tu gặp Phật tái sanh, mọi việc thế cam đành bỏ lại. Đường học đạo con ơi dông dãi, kìm lại đi ba bài là lầm. Một mình trò ôi hỡi âm thầm, biết bao vị ở tâm sức hèn. Đừng có sợ một mình bị chuyện, hay cô đơn buồn khổ một mình. Biết bao nhiêu nơi chốn sừng trình, có Bồ Tát cùng là La Hán. Các bậc ấy xem mình như bạn, có từ hàng ôi hỡi chỉ đường. Tỉnh đi con rồi hãy mới thương, nay con hiểu tại trường tu tập. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay buổi tiết mai sương còn, rừng buồn lắm, ánh nắng chang. Tất cả anh em đắc đạo phải bị nắng bệnh, không được mạnh bình yên. Nhưng không sao đâu, nhờ gió mát của trời, nhờ tất cả anh em đón tiếp được lời nhân hậu nhân ấy, cùng là thầy dẫn chỉ. Vậy hôm nay trước khi con đã rời khỏi chỗ này, thầy xin kính tặng con đôi lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.